Dạ, em chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ, em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983. Quê em ở Cà Mau, hiện tại em làm công việc ở quận 3. Công việc của Toản là gì? Dạ, em kinh doanh bên mà nhà hàng khách sạn, em là chủ, em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, dạ. Chào khán giả trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Thì chào em tên là Võ Thị Lan Anh, hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở Tân Phú, giáp Tân Bình. À, em xin lỗi, em quên chào anh bên kia. Dạ, dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Nếu mà làm, anh làm một thời gian cũng vài năm nữa, tại về là anh bây giờ là ở chung với bà già, vẫn anh đi làm, bà già ở nhà chỉ có hai bà cháu thôi. Bạn gái thì được miền Tây thì càng tốt. Tuổi thì tầm khoảng 28 đến 35 là được. Phải từ bạn nhỏ trở xuống chứ không có lớn hơn. Tại vì anh mới có một bé gái, nếu cưới nữa thì phải sanh một đứa, dù bé cái trai gái thì vẫn được. Nếu mà sanh được là vẫn cứ sanh. Nhưng mà chắc mình là, nói thẳng ra luôn, mình vô viên chức nhà nước, mình sắp vào đảng nữa thì sẽ đúng theo quy chế thôi. Sống thì mình phải có con, có con mới gàng buộc được chứ, nếu bây giờ nếu không sống như là bạn thôi. Hiện tại thì cảm xúc của mình là cảm thấy rất là hồi hộp, giống như đang mong chờ một cái điều gì đó. Có thể là nó tối hôm qua ngủ không được à. Mình cũng có chuẩn bị một bài hát, rồi một bài thơ, rồi một món quà nho nhỏ để mình dành tặng cho người ấy. Nhưng cái buổi đầu mà gặp mặt, tôi với anh, hai người xa lạ, cùng tham gia bạn muốn hẹn hò, gửi trao nhau bao lời chưa nói và ước mơ đã dệt bấy lâu. Hãy vững tin một ngày mai tươi sáng, bao gian khó rồi cũng sẽ qua. Ta dìu nhau đi về bến cuối để đắp xây cuộc sống an bình. Dạ em hết rồi. Hay quá. Anh chuẩn bị cho bạn nữ là một cái vòng hoa mà tự tay anh làm với một cái bình hoa để bàn làm việc cho bạn nữ. Nói chung cũng hơi run em. Anh chào em. Nay đến chương trình anh có làm hai món quà anh để tặng cho em. Rồi, em rất cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương và rất là đẹp. Trời ơi, anh khéo tay quá nè. Dạ, thì để đáp lại cái tình cảm anh dành cho em, đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu về trái tim. Về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi, cũng chưa có con gì hết. Thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm. Là thật ra là mình đã một lần ly hôn rồi, chưa có bé nào hết. Thường ly hôn thì hay đổ thừa là không hợp nhau, có một câu ai cũng nói. Nhiều người không tin thì mình lấy chồng, nói thẳng là mình không yêu chồng. Lúc đó mình lấy chồng cũng 27 tuổi rồi, thì mình thấy lúc đó cũng anh nó cũng yêu mình, mình cũng chẳng có ai, thì thôi lấy luôn đi. Mình hỏi anh đó, còn nhớ mà, mình còn hỏi chồng mình là anh có yêu em không, anh cưới em không, vậy nó ba mẹ lên thôi cưới đi. Rất tự nhiên, mỗi khi mình giúp em mình một cái gì, nói chung là anh không hài lòng. Thậm chí khi nhà mình bên dòng họ nhà mình có giỗ hay gì đó, nó cũng phức tạp lắm. Đôi khi muốn có con á, thật sự mình phải đi khám bác sĩ. Mình đã đi khám rồi, mình kêu ảnh đi, ảnh không đi. Không đi, lỗi giống như là đổ thừa cho mình vậy đó. Đi học xong thì em nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm. Về thì có mấy tháng là em đi coi vợ, em cưới vợ em luôn. Nên em không có trải qua mối tình nào hết. Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay. Mình cưới vào năm 2006, đến năm 2007 là mình đã chia tay. Hồi đó trước thì mình cũng có đi làm ăn, là vợ mua bán, mình đi mua bán cua. Sau khi cũng có đi chơi với bạn bè, khi có đi qua bài bạc đó thì mấy lạc nên vợ nó không đồng ý, nên giờ đã đưa đơn ly hôn. Giờ ly hôn, tài sản thì mình giao hết cho vợ, mình chỉ bắt một đứa con thôi. Giờ mình làm thì giờ mình con thì gửi cho ở với bà nội. Cái mẫu người bạn trai mà mình mong muốn là, nói chung là anh đó là biết quan tâm tới, biết quan tâm, biết chia sẻ, rồi thấu hiểu và bao dung, rồi cũng không cần về ngoại hình lắm đâu, chỉ cần dễ nhìn. Hiện tại là công việc của mình đang là giáo viên của một trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm ở quận Tân Bình. Thì mình công tác ở đây đã được 2 năm rồi. Trước khi mà mình về với công việc này thì mình kinh doanh, nói chung là đủ ngành nghề hết. Ví dụ như đi phục vụ nè, đi tư vấn nè,
rồi đi làm những cái thủ công mỹ nghệ, đi gói quà, đi bán hoa, nói chung là đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà mình còn đi dạy kèm ở trung tâm và dạy tại nhà, nói chung rất là nhiều công việc. Nhưng mà sau một thời gian thì mình quyết định chọn là mình nên đi theo cái nghề giáo hiện nay như hiện nay. Trong khi đó là anh chỉ có một bé cháu tên là Văn Bùi Thị Trúc, đang sống chung với anh. Con tên là Văn Bùi Thị Trúc, con 11 tuổi, con là con của Văn Quốc Tộc. Dạ, nay ba tới đây để hẹn hò cùng họ. Con tên là gì? Con tên gì? Tên Trúc. Con cảm nhận gì cô Lan Anh sao? Thấy cô Lan Anh thì... Có bao giờ đánh con không? Dạ, cũng có. Đánh mạnh không? Dạ. Chị có muốn nói vài câu gì với bé Trúc không? Nói chung là cô chào con, chào luôn cả cháu của anh Toản. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ, con đồng ý. Rồi con thấy cô sao? Dạ, cô hiền. Cô hiền hả? Nếu cô nói với con là cô không có hiền, con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con có đến được với nhau thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con, và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con, được không? Dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn chị. Nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hẳn bấm nút. 3 2 1. Hết thời gian. Anh thì đi làm, đang làm ở tại Sài Gòn, còn bé thì ở quê với bà nội. Khi mà kéo màn ra thì cái ấn tượng đầu tiên mà của người bạn trai đã dành cho mình chắc có lẽ là ánh mắt và nụ cười của anh ấy nhìn mình như thế nào. Nói về cái đường tình duyên của mình, thật sự là mình đã lập gia đình rồi, đã ly hôn một lần rồi. Thì nói chung là hôn nhân không được như mong muốn. Thì hiện tại mình cũng vẫn muốn được lập gia đình. Thì đối với cái người bên kia của mình đó, thì mình cũng không quan trọng cái chuyện anh đã ly hôn hoặc đã có con thế nào rồi. Đối với mình đó là mình không có đặt nặng vấn đề về anh ấy. Nếu mà hỏi mình về cái vấn đề là mình có theo chồng mình hay không á, về cái công việc của ảnh đó, thì nếu mà hai người đã đến với nhau rồi thì sẽ thông cảm cho nhau. Thì chúng mình nghĩ rằng mình sẽ có thời gian tìm hiểu và thương lượng với nhau, hoặc tìm ra một cái hướng giải pháp nhất để cho gia đình và cái công việc nó được ổn định, nó được hài hòa với nhau. Chúc mừng. Yeah, chúc mừng. Chúc mừng chị. Mình nắm tay nhau đi. Thank you.